Rồi, em xin chào anh Quốc ạ. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và ở gần xa trên mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay em có nhờ Quốc ghé vườn quay gửi đến cô chú anh chị mình thêm một clip nữa. Cũng như là clip thứ hai của bên nhà vườn Trúc Mai bên em. Bên nhà vườn em thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình clip vừa qua cũng đã ủng hộ cho bên nhà vườn bên em. Em cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình ạ. Và cũng không làm mất thời gian cô chú anh chị mình. Em xin phép em vào cây số 1 là cây tùng. Đây là một cây tùng nha cô chú anh chị. Ha. Cây tùng thì em cũng được làm được chỉnh sửa, em cũng làm được tay ra tay tán hết nha cô chú anh chị mình nha. Rồi, em xin phép vào con số để em cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi, cái thùng này có hoành thân nó là được 24. Và hoành đế của nó được là 80. Và cây có chiều cao từ mặt chậu lên là được 55. Tán ngang của cây là 60. Một cây tùng La Hán. Rồi, cây đầu lai này em xin báo giá đến cô chú anh chị mình là 2.600.000. Bên em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đã, những cây nào không chậu đó là em sẽ rút cây bó bầu cho cô chú anh chị mình nha cô chú anh chị. Cây em làm cũng rất là thoáng cây ha, ra chi tiết cây, cây này về cô chú anh chị mình lên chậu chơi ha. 2.600.000 em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Dạ, cái số riêng em xin lỗi. Số điện thoại của nhà vườn bên em là 0817 370 729. Đó là số Zalo bên nhà vườn anh em luôn nha cô chú anh chị mình nha. Rồi, em xin phép em qua cây ạ. Rồi, bưng con. Cây này quá, để vô đây đi. Rồi. Rồi, tiếp tục em sẽ lên giới thiệu đến cô chú anh chị mình mã số 2. Mã số 2 là một cây cần thân ghép quýt hồng nha cô chú anh chị mình nha. Cây đang có hai trái quýt hồng cô chú anh chị, đó là thấy cưng ha. Cây này nói chung là tương đối cũng là già cây nó mới có quả được nha cô chú anh chị mình nha. Rồi em quay một vòng em sẽ đo thông số của chú anh chị mình ha. Đây, cây có hoành thân là được 22 và hoành cũ của nó được là 45, cao từ mặt chậu lên là 53, tổng tàn cây là được 55. Một cây cần thân ghép quýt hồng. Cây em cũng sửa, em làm chi tiết ra cho cô chú chị mình ha. Cô chú chị mình cứ về và để về chơi thôi. Rồi, cây này em xin giao lưu đến cô chú anh chị mình là 850.000. Em bao ship cả chậu cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Cô chú anh chị lưu ý giúp em ha. Cây nào có chậu thì em sẽ bao chậu cho cô chú anh chị mình ha. Còn cây nào em không có chậu thì em xin phép em rút chậu bó bầu nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép qua cây ha. Mã số. Rồi, em xin phép lên mã số 3. Mã số 3 là một cây trang. Một cây trang tím sen nha cô chú anh chị. Cây rất là già ha. Một phôm tàn rất là mịn cây. Rồi, một cây trang tím sen. Rồi, em sẽ vào thông số để em cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Và cây có hoành thân là 20. Đế cây được là 40. Và chiều cao cây được là 33. Và tán ngang của cây là 35. Đó, một cây trang hồng phấn. Cây này thì em xin giao lưu đến cô chú anh chị mình là 600.000. Em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cây này thì em bao ship luôn cái chậu này cho cô chú anh chị nha. Cây có một form rất là mịn ha. Cái tím sen này thì nhìn cái màu nó rất là thấy rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép qua cây nha, mã số 3. Rồi, tiếp tục em lên mã số 4. Mã số 4 em xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình là một cây linh sam siêu hoa. Đây. Cây có một cái form dáng như bye 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 ha cô chú anh chị.
Rồi cây này thì em giao lưu đến cô chú chị mình về chơi hoa ha. Rồi em xin vào thông số nha. Cây có hoành thân được là 23. Đó, củ nở nè, em khỏi đo củ đi cô chú chị ơi. Đó, cao từ mặt chậu lên là 46. Và tán ngang của cây là được 86. Đó, một cây linh sam siêu hoa. Cây này em xin giao lưu đến cô chú anh chị mình là 1.200.000. Em xin bao ship cô chú anh chị luôn nha. Đó, như cây này thì em sẽ rút chậu bó bầu cho cô chú anh chị ha. 1.200.000. Một cây linh sam siêu hoa, cây cốt cũng tương đối là rất già cho cô chú anh chị. À, cốt cũng bằng ngón tay cái em hết nha. Cây này về cô chú anh chị mình cắt tỉa chơi hoa ha. Rồi mã số 4, một cây linh sam siêu hoa, 1.200.000, em xin bao ship. Rồi em xin qua phép bao cây ạ. Rồi tiếp tục em lên một mã số 5. Mã số 5 là một cây sam trái nha cô chú chị. Đó, một cây mini, cây này về cô chú anh chị mình lên chậu để bàn chơi ha. Cây sam trái, cây này cũng tương đối là hơi già cây nha cô chú anh chị. Rồi em quay một vòng em vào con số nha. Rồi cây có một cái hoành thân là được 21 ha. Hoành đế của cây là được 44. Và chiều cao của cây là được 24. Và tán ngang cây 30. Một cây sam lúi trái. Rồi cái này em xin giao lưu đến cô chú anh chị mình là 650k. Bên em cũng bao ship cho cô chú chị luôn nha. Một cây sam trái, sam núi trái. Đây cô chú anh chị. Sườn nè. À. Rồi. Em xin phép qua cây ha, qua mã số 5 này nha cô chú anh chị mình nha. Rồi. Nam ơi. Rồi em lên mã số 6, mã số 6 là một cây trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị mình nha. À, cây này hôm vừa rồi thì cũng có cô chú anh chị mình hỏi đến mà cũng chưa được nên em chưa giao lưu. Hôm nay em sẽ lên cái chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. À, về cô chú anh chị mình về chơi thôi. À, một cây trang đỏ lá nhỏ. Rồi để em đo thông số cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đấy. Hoành thân là được 19 nha cô chú anh chị. Hoành củ đặc của cây là được 40. Và chiều cao cây là được 32. Và tán ngang cây là được 44. Đó, một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này thì em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 900k. Em bao ship luôn cái chậu nha cô chú anh chị nhìn nha. Đấy. Em bao ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình ha, 900k. Một cây trang đỏ lá nhỏ. Rồi em xin phép qua cây nha. Cây này là như mã số 7 đúng không? Mã số 7 đúng không em? Rồi mã số 7 em xin gửi đến cô chú anh chị mình là một cây linh sam kim song hình. Đó, cây này lùng lực, em làm theo một cái lối phơm thiên nhiên nha cô chú anh chị. Cây này thì cốt cành tương đối cũng rất là già cây ha. Đó, em quay một vòng rồi xong em sẽ vào thông số cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó. Cây có hoành thân được là 25 hoành. Đế cây này em chắc em khỏi đo đi cô chú anh chị ơi. Cây này em nói cô chú anh chị mình nghe là em mới ấy thôi chứ đế cây này là dữ lắm. Đế đều hết bốn mặt nha, em bao. Cô chú anh chị mình về cái việc mau lên chậu đi ha. Thiếu còn đế nào em chịu trách nhiệm. À, để đều hết luôn. Cây linh sam kim song hình. Và cây có chiều cao từ mặt chậu lên là 35. Và tán ngang của cây là được 65. Rồi cây mã số 7 này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 2 triệu. Em bao ship. Không chậu nha cô chú anh chị mình nha. 2 triệu em bao ship. Rồi. À, cây lùng lực.
rất là già cây ha. Mã số 7 nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép qua cây ha. Rồi, qua đi con. Đâu con bưng, bưng đi đi. Rồi, tiếp tục em xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình là một cây kim quýt có mã số 8. Đây là mã số 8. Mã số 8 cây kim quýt nha cô chú anh chị. Đây, cây này em cũng làm theo một cái lối phơm thiên nhiên. Cây rất là già cây nha cô chú anh chị. Kim quýt mà nuôi được mấy cái dàn cốt này là cũng rất là lâu nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, em quay một vòng mà em sẽ vào thông số cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, một cây kim quýt. Rồi, em vào thông số ha. Cây có hoành thân được là 23. Hoành đế của cây là 80. Và cao từ mặt chậu lên là được 58. Và tán ngang của cây là được 75. Đó, một cây kim quýt. Cây rất là già ha. Đó. Để anh Quốc anh nó quay dàn xương cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Rồi cây này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 5 triệu. Em bao ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình ha. Đây cô chú anh chị mình nhìn dàn cốt nè ha. Đó, em đưa con cái em vô cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Đó, cốt của nó nè. To lắm. Đó, cây này em cũng mới về làm chi tiết lại. 5 triệu em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây này là mã số 8. Rồi, em xin phép qua mã số 8 cây kim quýt này nha. Rồi, tiếp tục. Em lên mã số 9 là một cây linh sam siêu hoa nữa nha cô chú anh chị. Đây là một cây linh sam siêu hoa. À, cây có một cái phơm tàn rất là mịn ha cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị mình sang chậu để chơi hoa ha. Hoa của thằng siêu hoa này thì nó rất là nhiều nha cô chú anh chị. Mà thơm, nó có một mùi hương thơm, hương thơm nhẹ nữa. Rồi, em vào thông số nha. Cây có hoành thân được là 23. Hoành đế của cây được là 65. Chiều cao cây từ mặt bầu lên là được 55. Và tán ngang cây này là được 60. Đó, một cái cây phơm tàn rất là mịn ha cô chú anh chị. Rồi cây linh sam siêu hoa này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 1.400.000. Em bao ship cả chậu. Ơ lộn, em bao ship cho cô chú chị mình nha. Em rút chậu bó bầu. Mới cái cây kia có cái chậu của em quên nữa rồi. À, em xin rút chậu bó bầu nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, em xin phép qua cây linh sam siêu hoa nè. Rồi, tiếp tục em giới thiệu đến cô chú anh chị mình là một cây cần thân. Cây cần thân cây này thì ghép với lại bưởi da xanh nha cô chú anh chị. Cần thân ghép bưởi da xanh. Cây này là mã số 10. Đây em quay một vòng em vào thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Rồi. Hoành được 17. Rồi hoành đế của cây là được 40. Và chiều cao của cây là được 45. Tổng tàn cây là được 50. Một cây cần thân ghép với lại bưởi da xanh nha cô chú anh chị. Đó. Cây này thì em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 700.000. Em xin bao ship và cả chậu luôn cô chú chị mình luôn nha. Một cây cần thân ghép bưởi da xanh cho mã số 10. Rồi, em xin phép qua cái mã số 10 này ha cô chú chị. Đó. Cô chú anh chị mình nếu mà xem tham khảo á, cô chú chị mình có cây nào cô chú anh chị mình chưa rõ, cô chú chị kết bạn qua Zalo giúp em nha. Đó. Đây mã 11 là em lên giới thiệu đến cô chú anh chị mình là một cây tùng. Đó. Cây có một cái gọng dắt như là cây gọng C ha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp. Được làm ra rất là thoáng cây ha, cây này em đã làm ra chi tiết rồi.
về cô chú anh chị mình cứ để như vậy là anh cô chú anh chị mình cắt tỉa chơi thôi ha. Rồi để em vào thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Cây này có hoành thân là được 24. Rồi, một cái củ đặc của nó là được là 65. Lộn. Được 55 mà cô chú anh chị ơi, 55 à. Có chiều cao cây là từ mặt chậu lên được 60. Và tán ngang của cây là 70, cao 60, ngang 70. Một cây tùng La Hán. Rồi. Cây này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 3.500.000. Em bao ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị mình nha. Cây rất là sạch sẽ, không một bọng gì nha cô chú anh chị. Đó, một cái củ đế rất đẹp ha. Cốt cành thì em đã làm chi tiết rồi, cô chú anh chị mình cứ về để như vậy rồi cô chú anh chị mình cắt tỉa chơi thôi ha. 3.500.000. Rồi em xin phép em qua mã số 11 này luôn nha cô chú anh chị mình nha. Rồi tiếp tục mã số 12, em xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình là một cây linh sam 86. 86, cây linh sam 86 nha cô chú anh chị. Cây mini để bàn ha. Cây có một cái phom tàn thiên nhiên, rất là mịn tàn nha cô chú anh chị mình nha. Đế cây này là cũng chả đều hết nha cô chú anh chị. Để đều được hết luôn nha, để đều hết bốn mặt. Để đều hết bốn mặt. Rồi, để em vào thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Hoành thân 18. Chiều cao của cây từ mặt cầu lên là được 25. Và tán ngang cây là được 35. Đó, một cây linh sam 86. Rồi cây này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 850.000. Em cũng bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bao ship cả chậu luôn nha cô chú anh chị mình nha. Linh sam 86. Cây phơm thiên nhiên rất đẹp. Rồi em xin qua phép qua số mã 11 luôn nha cô chú anh chị. Tiếp tục em lên mã số 12. Mã số 12 của em là một cây linh sam siêu hoa. Cây này được làm theo phơm dán đổ co lắc nha cô chú anh chị. Một cây dán đổ, một phơm đàn rất là mịn, cây to nha cô chú anh chị mình nha. Linh sam siêu hoa. Rồi em vào thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Và hoành thân của cây là 28. Dòng đế của cây được là 65. Và cây có chiều cao từ mặt chậu lên 50. Tàn đổ thì em đo từ ngọn xuống nha cô chú anh chị mình nha. Là 90 từ đổ xuống ha. Còn tổng phun tàn thì nó lớn lắm nha cô chú anh chị. Tổng phun tàn cây này nó lên tới 130 lần cô chú anh chị ơi. Một cây linh sam siêu hoa. Mã số 12. Cây này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 3.700.000. Em cũng bao ship cả chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. 3.700.000. Cây này to lắm nha cô chú anh chị. Một cây dáng đổ ha. Rồi em xin phép em qua mã số 12 này luôn nha cô chú anh chị mình nha. Linh sam siêu hoa 3.700.000. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi em qua cây luôn nha. Rồi tiếp tục hôm nay em sẽ gửi đến cô chú anh chị mình là một cây mai chiến thủy da đen lá lớn. Cây được làm cốt bài ha. Cây này thì em mới vừa lặt lá, em làm chi tiết lại nha cô chú anh chị mình nha. Cây vô một cây trực lắc ha, cốt bài. Cây có cái bệ đế rất là đẹp nha cô chú anh chị, đế nở ha. Cây này là mã số 13 nha cô chú anh chị mình nha. Da đen, lá lớn. Rồi để em vào thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha.
Cây có hoành đế là 120. Rồi hoành thân của cây. Hoành thân của cây được là 59. Là tại vị trí này nha cô chú anh chị. Nếu em xích xuống thì to lắm nha. Xích xuống đây là nó được 75 nha cô chú anh chị. Đo cho neo này luôn nha. Neo nhỏ này được 50 ha. Chiều cao cây từ mặt chậu lên là được 63. Tán ngang cây này được là 95. Một cây mai chứng thủy, da đen lá lớn. Cây này hàng chắc nha cô chú anh chị. Cây này là hàng chắc. Cây này là cô chú anh chị mình là tương lai cô chú anh chị mình nuôi xong lấy xương dâm thêm là cô chú anh chị mình đi chơi được luôn ha. Rồi cây này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 45 triệu, em bao ship cả chậu luôn nha cô chú anh chị. Đó, những cây lớn tiền này cô chú anh chị muốn xem chi tiết kỹ, cô chú anh chị mình có thể kết bạn qua Zalo giúp em nha. Số điện thoại là 0817 370 và 729. Đó là số Zalo của bên nhà vườn Trúc Mai bên em luôn nha cô chú anh chị. Một cây da đen lá lớn ha, cây rất đẹp. Rồi em xin phép qua cây mã số 13. Cái đó không? Cái đó mã 13 đúng không? À xin phép. À cây da đen hồi nãy là cây đó là mã 14 nha cô chú anh chị mình nha. Mã số 14 nha. Rồi tiếp tục em lên mã 15. Mã 15 là một cây linh sam song hình. À, cây này mini để bàn nha cô chú anh chị. Cây được làm theo lối cây bài và tán thiên nhiên rất đẹp nha. Rồi để em vào thông số, em báo cho cô chú anh chị mình luôn ha. Quanh thân là 21 nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao từ mặt chậu lên là 27. Và tán ngang của cây là được 40. Cây này dạng xương là rất là to nha cô chú anh chị, bằng ngón tay cái em rồi đó. Đây để em lật cho cô chú anh chị mình xem ha. À, dạng xương cây này ha. À, đây là mặt tiền của cây ha. Đây dạng cốt nè cô chú anh chị thấy nè. À, cốt ngọn của nó to, rất là to. Rồi cây linh sam song hình mã số 15 này em xin phép cho lưu đến cô chú anh chị mình là 2.500.000. Em bao ship cả chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha, 2.500.000. Rồi em xin phép qua cây mã số 15. Rồi tiếp tục em lên mã số 16 là một cây trang đỏ lá nhỏ, cây mini để bàn ha cô chú anh chị. Đó, cây này em đã ép chậu sẵn cô chú anh chị mình về để vậy là cô chú anh chị mình chơi thôi ha. Để bàn thấy cưng lắm nha cô chú anh chị. Hoành thân là được 14 cm, đế là được 28, chiều cao cây là 23, và tán ngang của cây là 30. Cây trăng đỏ lá nhỏ, cây đăng hoa rất nhiều. Rồi cây này thì em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 400.000, em bao ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn ha. 400k một cây trăng đỏ lá nhỏ, em bao ship cả chậu. Rồi em xin phép qua cây ha. Rồi tiếp tục là mã 17. Mã 17 em xin giới thiệu đến cô chú chị mình là một cây sâm núi trái nữa ha. Đó, cây rất là duyên dáng nha cô chú anh chị. Nó có một cây dáng gọi là dáng trường cành hồi vậy cô chú anh chị. Cây rất đẹp. Đó, thằng lắc giống như dáng lông rồi cô chú anh chị ơi. À, rồi để em vào thông số ha. Hoành thân được là 17. Hoành đế cây là được 35. Và chiều cao của cây là 23. Và tán ngang của cây là được 35. À, cây cũng tương đối rất già nha cô chú anh chị. À, cây này thì em xin giao lưu đến cô chú anh chị mình là 650k, em bao ship luôn cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, sườn cô chú anh chị.
Rồi. Em xin phép qua mã 17 nha cô chú anh chị nhìn nha. Rồi, tiếp tục mã 18, em xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình là một cây linh sam 86 nữa nha cô chú anh chị. À. Cũng cây để bàn ha, cây lùng lực, phom thiên nhiên nữa nha cô chú anh chị. Rồi, để em vào thông số cây mã 18 này ha. Hoành thân 18 luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao cây là được 22. Và tàn ngang của cây là 30. Đó, cây này thì em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là cũng 850k. Em bao ship luôn cả cái chậu này cho cô chú anh chị ha. Cây này thì đế thì cô chú anh chị mình khỏi suy nghĩ ha. Đế rất đều. Đế nở rất đều nha cô chú anh chị mình nha. Linh sam 86. Đó. 850k, em bao ship luôn cả cái chậu này cho cô chú anh chị nha. Rồi, em xin phép qua mã 18. Tiếp tục em lên mã 19. Rồi, tiếp tục mã 19 thì em có một cây tùng. Đó. Một cây tùng La Hán. Đó, cây này cũng là vậy, cây có cái một cái gọng lắc rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, để em quay một vòng đảm bảo thông số của chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Cây em đã làm chi tiết rồi ha, nhìn rất là thoáng cây. Cây này có chân bệ rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, để em vào thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Cây này hoành thân là được 25 ha. Tổng hoành đế của cây được là 68. Chiều cao cây được là 60. Và tán ngang của cây được là 70. Đó, một cây tùng La Hán ha. Đó, cây này thì em đã làm chi tiết hay là của chú chị. Đó, cây này thì em xin chia sẻ với cô chú anh chị mình thì nó có một cái vết trái ở đây tí xíu nha cô chú anh chị. Một tí xíu thôi. Nhưng bằng ngón tay út em thôi, không đáng kể ha. Tí xíu à. Đó, cây thì có củ bệ rất đẹp ha. Rồi cây này em cũng giao lưu đến cô chú anh chị mình là 3.500.000. Em bao ship luôn cả cái chậu này cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây em làm rất thoáng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình về cứ để về chăm mà cắt tỉa chơi thôi ha. Rồi em xin phép qua cây luôn nha cô chú anh chị. Cái này mã 19 đúng không? 20 hả? Rồi, mã 20 là em xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình là một cây linh sam. Cây này cũng là một cây linh sam kim song hình. Đó, một cây lùng lực. Mà cây này cũng làm theo lối phong thiên nhiên nha cô chú anh chị. Cốt cành thì cây này rất là già. Cây này thì nhìn thân đế rất đẹp nha cô chú anh chị. Gân guốc lên nhìn rất đẹp ha. Rồi em vào thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cây có hoành thân là 30. Dòng đế của cây là 65. Chiều cao cây được là 33. Và tán ngang của cây là được 55. Một cây linh sam kim song hình. Cây phơm thiên nhiên rất đẹp nha cô chú anh chị. Cây này thì em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 5.500.000. Em bao ship cả chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đây, để em lật dàn xương cho cô chú anh chị mình xem rõ hơn ha. Đó, chi tiết em làm cây phơm thiên nhiên nha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Đó, rất đẹp. Mã số 20 nha cô chú chị. Linh sam kim song hình 5.500.000, em bao ship cả chậu cho cô chú chị mình luôn ha. Rồi em qua cây mã 20 này nha cô chú chị. Rồi, mã 21. Mã 21 là một cây kim quýt. Một cây trực dáng phong tranh rất đẹp nha cô chú chị. Cây có bệ đế rất đẹp ha.
đế chải đều hết luôn. Kim quýt mà cô chú anh chị mình kiếm được cây kim quýt mà cái đế nó được chải đều này cũng khó nha cô chú anh chị. Đó. Nó rất ít được cây nhưng mà cái đế nó được chải gì lắm. Rồi, em xin vào lông số ha. Cây có hoành thân là 25. Hoành đế của cây là được 70. Chiều cao cây là được 55. Và tàn ngang của cây là được 70. Đó, cây kim quýt rất đẹp. Cây này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 5.400.000. Em bao ship cả chậu cho cô chú chị luôn nha. Cây này thì em cũng lên được một cái chậu men tàu nha cô chú anh chị. Cây phơm thiên nhiên ha. Dáng phong chanh rất đẹp. Đây cô chú anh chị mình nhìn dạng xương ở đây. Đó. Rồi. Để em quay mặt sau cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Cây rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị. Em bao cô chú anh chị mình cây sạch sẽ ha. Không bọng, không mục, không tuột chỗ nào hết ha. Đó. Cây cốt cành rất là ok nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép qua mã 21 này nha. Một cây kim quýt 5.400.000. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, mã 22 là một cây linh sam siêu hoa nữa nha cô chú anh chị. Linh sam siêu hoa. Cây này về cô chú anh chị mình để về chơi hoa ha. Để em vào thông số. Cây này cái thằng nó lết ở dưới luôn rồi cô chú anh chị ơi. Em đo trên đây thôi nha. Hoành nó được 20 làm đo trên đây nha. Đó. Đế nó thì vậy ha. Đó, cô chú anh chị mình tham khảo giúp em. Cây có chiều cao từ mặt chậu lên là được 55. Dạ, tàn ngang của cây là 70. Đinh sam siêu hoa. Rồi cây này thì em giao lưu đến cô chú anh chị mình là 1.200.000. Em bao ship cả chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. 1.200.000. Mã số 22 linh sam siêu hoa. Đó, cô chú anh chị mình thấy là cây nè, cốt cành nó to to như ngón tay cái em hết rồi nha cô chú anh chị. Đó. 1.200.000, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, em xin phép em qua mã 22. Rồi, em lên mã 23. Mã 23 hôm nay là mã cuối liếc của em nha cô chú anh chị. Cây này là một cây linh sam đa ưu điểm. Đó. Cây này em cũng làm theo phối lối cây phơm thiên nhiên ha. Cây này cây đế bàn, linh sam đa ưu điểm nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị thấy gì chứ nó già cây lắm rồi đó nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép vào thông số ha. Cây hoành thân có 18. Củ của nó là được 36. Và cây có chiều cao được là 28. Và tán ngang của cây là 45. Cây linh sam đa ưu điểm này em xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình luôn ha. Là cây này nó có hai mặt hoa nha cô chú anh chị. Màu trắng và màu tím. Đó. Cây này là nó giống như cây đột biến vậy cô chú anh chị ơi. Nó được hai màu. Màu trắng và màu tím. Đây, cây cũng rất xưng rất là già ha cô chú anh chị. Đó. Đây. Rồi. Rồi cái này em xin phép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 900.000. Em bao ship cho cô chú anh chị em luôn cả cái chậu này nha. 900.000. Mã 23 là mã cuối clip của em luôn ha. Rồi, mã cuối clip của em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip của em ha, cũng như là cảm ơn Quốc, cũng như là cảm ơn kênh anh LTK. Đó. Cũng như là cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã xem clip cùng bên nhà vườn bên em. Dạ, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình ạ. À.